Rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Như các bạn đã biết, Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, phía Bắc giáp Tuyên Quang và Yên Bái, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Và hôm nay, Tăng Alex sẽ quay một số cảnh đẹp ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về đêm. Mong các bạn đón xem.
của thí sinh đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn An Nga, mang sổ báo danh 175, sinh năm 2012, với sở thích thích vẽ, thích nhảy, thích catwalk và ước mơ sẽ trở thành một mẫu ảnh nổi tiếng.